Hi, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của kênh Người Trẻ Làm Nên Nghiệp Lớn. Như đã hứa với các bạn từ video trước á, thì trong video này sẽ giúp cho các bạn hiểu sâu hơn về cái việc là xây dựng thương hiệu cá nhân. Và tại sao mình phải xây dựng thương hiệu cá nhân? Nó sẽ giúp bạn như thế nào trong công việc và trên con đường xây dựng sự nghiệp? Và bây giờ chúng ta cùng vô thôi nào. Vậy thì đầu tiên, thương hiệu cá nhân là gì? Cái thuật ngữ này á, nó không mấy xa lạ với các bạn nữa đâu. Các bạn có thể search hoặc là Google ở trên mạng á. Nhưng theo định nghĩa một cách nông dân nhất á, là những gì người ta sẽ nói sau lưng bạn. Những gì người ta sẽ nói khi bạn không có mặt ở đó, chứ không phải bạn tự nói ra nha. Người ta sẽ nói bạn là người như thế nào, tính cách ra sao, hay tiêu cực hay tích cực. Bạn giỏi về vấn đề gì, xuất sắc trong cái lĩnh vực nào. Họ sẽ nói về tính lười biếng, hay trì hoãn, trễ tiến độ, lúc nào cũng phải chờ đợi. Hay họ sẽ nói bạn là người luôn luôn giữ chữ tín, hài hước và cực kỳ chuyên nghiệp trong công việc. Vậy một cái thương hiệu cá nhân tốt là một cái hiệu mà được nhiều người thương. Tất nhiên là sẽ có nhiều người không thích bạn đâu, người ta gọi là anti-fan đó. Dù bạn là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ có người ghét bạn, nên hãy chấp nhận cái điều này nha. Chẳng hạn, khi nhắc về Trường Giang thì cái hình ảnh gì hiện lên trong đầu của bạn? Một cái ông già khó tính, đi dép tổ ong, mặc dù nhiều khi chả nói câu nào hết nhưng mà khiến cho nhiều người ta cười điên đảo. Hay nhắc về Piu Piu đi, thì bạn sẽ nghĩ gì? Livestream hài hước với những câu nói chết chơi người dơ đúng không? Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay coi. Rồi bây giờ mình vô cái ví dụ thực tế nè. Giả sử bạn đang làm gia sư tiếng Anh đi, thì thương hiệu hay bạn muốn người khác nói về bạn như thế nào? Là một người nói tiếng Anh như gió, chém gió với tay ầm ầm luôn. Học viên thì tiến bộ rõ rệt, cách dạy thì hài hước, tương tác tốt, luôn đi sâu đi sát tới từng học viên một. Rõ nhất nè là cái cách dạy ngữ pháp mà rất là vui, không hề chán nha. Được cái này thôi á, là đỉnh của đỉnh luôn á. Rồi thứ ba, tại sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân và nó sẽ giúp được gì cho bạn? Có 4 cái lý do chính tại sao bạn phải xây dựng thương hiệu cá nhân cho riêng mình. Cái đầu tiên là nổi bật giữa đám đông. Đây là cái yếu tố đầu tiên giúp cho bạn tạo ra sự khác biệt giữa một rừng freelancer hay một rừng những người mà đang công tác trong cái lĩnh vực của bạn. Giữa những mặt hàng trôi nổi ở trên thị trường thì bạn là một mặt hàng có thương hiệu, có xuất xứ rõ ràng, để người ta còn biết là hàng Việt Nam chất lượng cao hay là hàng Quảng Châu đúng không? Rồi, mình vô một cái ví dụ khác là cả A và B đều là designer hết. Nhưng mà anh A, anh xây dựng cho mình một cái thương hiệu cá nhân sang xịn mịn luôn. Một khi đã thiết kế là chuẩn không cần chỉnh, cong đến từng đường nét, chỗ nào nó nét căng chỗ đó. Còn B là người ta chả biết gì cả. Khi mà đưa lên bàn cân để mà so sánh thì các bạn biết ai là người sẽ được chốt deal hợp tác. Các bạn thấy rõ liền đúng không? Cái thứ hai là sẽ được đối tác biết tới. Khi mà bạn xây dựng thương hiệu cá nhân nó ngon rồi, ok tốt rồi, thì nhiều người sẽ tự tìm đến bạn. Bạn bè nó nướt mạng xã hội, nó thấy design ra mấy cái tấm hình đẹp ảo trung chảo luôn, ui gọi là lóa cả mắt liền luôn. Khi người thân của họ cần hay là họ có job đi thì người ta sẽ hú bạn ngay. Thương hiệu cá nhân mà tốt á thì đối tác người ta còn giới thiệu cho cả đống người khác làm nữa. Lúc đó đúng kiểu thời tới luôn các bạn, hốt bạc liền. Nhưng mà phải nhớ, làm gì thì làm, phải bảo vệ cái thương hiệu đó nha. Cái thứ ba là tạo dựng được lòng tin với khách hàng hoặc là đối tác. Đối tác trước khi người ta tìm đến bạn á, thì họ cũng sẽ tìm hiểu qua, xem bạn là ai, làm được cái gì rồi, đã hoàn thành những dự án nào, kết quả ra sao, người khác nói gì về bạn. Trời ơi, nói tóm lại á, là làm tốt cái câu thương hiệu thôi á, là lụm tiền luôn các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái ví dụ mà gia sư tiếng Anh nha. Người học người ta cần gì các bạn? Người ta cần kết quả đúng không? Nếu như bạn show ra được cho người khác thấy á, là những học viên sau khi học bạn xong, người ta phát âm chuẩn, hay là TOEIC 600, 700, IELTS 6.7 chấm gì đó, hoặc là người ta phỏng vấn người ta xin việc thành công đi. Ôi, nói chung á, là người ta nhìn vô một phát là ấn tượng ngay các bạn. Những người mà đang cần tiếng Anh á, người ta nhìn vào đó là người ta đăng ký học ào ào luôn á, các bạn đỡ không nổi luôn. Cái thứ tư là mở rộng được cái mối quan hệ. Ông bà ta người ta có câu rồi, ngu tầm ngu, mã tầm mã. Khi mà bạn xây dựng được cái thương hiệu cá nhân tốt cho riêng mình rồi á, thì nhiều người có cùng quan điểm sống, tính cách hoặc là cùng chuyên ngành sẽ tự nhiên tìm đến bạn. Cái này á, người ta gọi là luật hấp dẫn đó các bạn. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về luật hấp dẫn là gì thì các bạn có thể bấm ở đường link phía trên nha. Khi mà mình tìm thấy những người này rồi á, thì lúc đó mình sẽ cùng nhau share thêm về kiến thức, cùng nhau chia sẻ về cơ hội kinh doanh, chia sẻ thêm về dự án để cùng nhau làm. Nói chung á, là nhiều cái lợi kinh khủng.
Ví dụ là các bạn đang làm designer đi, hoặc là đang định hướng để trở thành một designer chuyên nghiệp, thì chắc chắn là bạn sẽ tìm đến những cái group design để học tập, để đọc thêm những chia sẻ kinh nghiệm, hoặc là kiếm thêm job về cái lĩnh vực đó nữa. Thì bạn có thể hỏi thêm những cái anh chị đi trước. Thông qua đó, mình có thể kết nối và mở rộng thêm mối quan hệ. Ok, bây giờ các bạn đã hiểu lý do tại sao cái thương hiệu cá nhân là quan trọng đến như vậy. Trong video sau á, thì tụi mình sẽ chia sẻ thêm về cái cách xây dựng thương hiệu cá nhân ở trên các nền tảng mạng xã hội nha. Video đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hay thì hãy like và subscribe cho kênh nhé. Nếu như các bạn có đóng góp gì hoặc muốn tụi mình làm về chủ đề gì thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo nha.